Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, trong buổi họp Quốc hội vừa mới diễn ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell đã khẳng định rằng Hoa Kỳ không có ý định cấm tiền điện tử như Trung Quốc đã làm. Câu hỏi được đặt ra từ Hạ nghị sĩ Ted Budd trong phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện về dịch vụ tài chính của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang đối với đại dịch COVID-19. Mặc dù khẳng định không có ý định cấm tiền điện tử, nhưng Jerome Powell kêu gọi một hành lang pháp lý để quản lý các stablecoin. Ông nói rằng stablecoin giống như quỹ thị trường tiền tệ. Chúng giống như tiền gửi ngân hàng, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng nằm ngoài phạm vi quy định và chúng cần phải được quản lý. Hoạt động giống tiền tệ, chịu quy định giống tiền tệ. Các stablecoin chẳng hạn như Tether và USDC là tài sản kỹ thuật số được thiết kế để giữ giá trị 1:1 với đồng đô la. Jerome Powell đã bày tỏ lo ngại về hoạt động của Tether trong quá khứ. Lưu ý rằng đồng USDT không được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ trong ngân hàng, mà bằng sự kết hợp của đô la thực và các tài sản khác, bao gồm cả nợ dưới dạng thương phiếu. Các quy định sẽ đảm bảo người dùng có thể rút tiền trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Và quan điểm của ông khá giống với thượng nghị sĩ ủng hộ Bitcoin là Cynthia Lummis. Trong buổi họp, Cynthia bày tỏ quan điểm của các stablecoin chỉ nên được phát hành bởi các tổ chức lưu ký hoặc thông qua các quỹ thị trường tiền tệ. Stablecoin phải được hỗ trợ 100% bằng tiền và các khoản tương đương tiền. Điều này phải được giám sát thường xuyên. Jerome Powell đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen về một dự thảo các quy định về stablecoin dự kiến sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Dự thảo sẽ không đụng đến các loại tiền điện tử khác, bao gồm Bitcoin và Ethereum. Hầu hết các chuyên gia đều ủng hộ một kịch bản tăng giá của Bitcoin trong 3 tháng cuối năm. Theo phân tích từ CryptoQuant, tình hình hiện tại của Bitcoin khá tương đồng với thời điểm cuối năm 2020. Hai chỉ số Net Flow và chỉ số tỷ lệ nguồn cung Stablecoin đều có xu hướng tương tự như quý cuối cùng của năm 2020. Net Flow thể hiện số lượng Bitcoin vào hoặc thoát sàn. Giá trị của nó được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa dòng tiền ra và dòng tiền vào. Khi chỉ số ở giá trị dương, có nghĩa là dòng tiền ra lớn hơn dòng tiền vào trên các sàn giao dịch, nhiều nhà đầu tư gửi Bitcoin đến với mục đích bán. Tương tự, chỉ số âm có ý nghĩa ngược lại. Các nhà đầu tư đang rút Bitcoin của họ từ các sàn giao dịch để chuyển vào ví cá nhân hoặc bán chúng thông qua các giao dịch OTC. Chỉ số liên quan khác là tỷ lệ cung cấp stablecoin, được định nghĩa là vốn hóa thị trường của Bitcoin chia cho vốn hóa thị trường của tất cả các stablecoin. Khi giá trị của chỉ báo ở mức thấp hơn, điều đó có nghĩa có rất nhiều stablecoin được đẩy lên sàn. Lượng stablecoin được đẩy lên các sàn giao dịch ngụ ý rằng các nhà đầu tư đang để sẵn tiền của họ và chờ mua Bitcoin hoặc các altcoin khác. Mặt khác, các giá trị cao hơn tỷ lệ này cho thấy nguồn cung stablecoin thấp. Điều này có thể dẫn đến một xu hướng giảm giá tiềm năng hoặc chuyển động đi ngang đối với Bitcoin. Nhìn trên biểu đồ có thể thấy cả hai giá trị đang ở mức âm và CryptoQuant dự đoán Bitcoin sẽ sớm tăng giá trong tháng 10 này, tương tự quý cuối cùng của năm 2020. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.